Sát ngày ra mắt Toyota Raizer tại Việt Nam, hãng xe ô tô của Nhật Bản đã giới thiệu bản nâng cấp tại quê nhà với những công nghệ đáng tiền cho chiếc Raizer. Như những thông tin rò rỉ trước đó, Toyota đã quyết định bổ sung phiên bản hybrid hoàn toàn mới cho hai mẫu SUV đô thị nhỏ xinh của mình là Raizer và Daihatsu Rocky ở thị trường Nhật Bản. Tại đây, Toyota Raizer mới được nâng cấp động cơ diesel lên 1.2 lít, kết hợp với một động cơ điện có công suất 105 mã lực. Tuy nhiên, động cơ này không dùng để chuyển động mà chỉ dùng để sạc lại accu lithium ion 4.3 đặt bên dưới của hàng ghế sau. Toyota Raizer bản mới nâng cấp này gây ấn tượng bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá hết sức êm khoảng 433 triệu đồng. Và các ông chủ của Toyota cũng tuyên bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc hybrid này là 3,57 lít trên 100 km. Ngoài ra, xe còn có chế độ lái chỉ dùng một bàn đạp Smart Pedal nhờ hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Chế độ lái này cho phép tài xế có thể giảm tốc, dừng xe và di chuyển mà chỉ dùng bàn đạp ga. Trên Toyota Raizer bản nâng cấp mới này vẫn sử dụng những công nghệ bao gồm hệ thống Smart Assist cảnh báo va chạm và tự động phòng tránh va chạm hiệu quả hơn. Chưa kể nó còn có khả năng sử dụng hệ thống cảm ứng nhận biết người đi bộ trong các điều kiện vận hành khác nhau như thiếu ánh sáng. Thêm vào đó là tính năng đèn chờ dẫn đường mới. Tính năng này sẽ khiến đèn trong cabin bật lên khi người lái cầm khóa và đến gần xe. Bên cạnh việc bổ sung biến thể hybrid, hãng xe Toyota cũng duy trì phiên bản máy xăng, trong đó tinh chỉnh lại khối động cơ 1.2 lít, cải thiện hiệu suất. Hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu chức là trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản dùng động cơ xăng 1.2 lít, tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 4,83 lít trên 100 km. Tại Việt Nam, Toyota Raizer sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 11 với một phiên bản duy nhất. Nó sẽ là đối thủ của Kia Soulnet và có mức giá khoảng 530 triệu đồng. Hiện tại, lô xe đầu tiên đã có mặt tại đại lý và nhận đặt cọc dòng xe này với số tiền 20 triệu đồng. Một số tư vấn bán hàng cho biết, đại lý đã có tình trạng bắt đầu ký lịch hẹn giao xe trong năm nay và bắt đầu xếp lịch tới tháng 1 năm 2022. Toyota Raizer được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA A. Mẫu xe này có kích thước là 3.995 x 1.695 x 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.525 mm. Cụm đèn phía trước ở bản cao cấp là LED, có khả năng bật tắt tự động. Đèn hậu cũng công nghệ LED. Bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch phối hai màu tương phản. Toyota Raizer 2021 sử dụng động cơ 1.0 turbo, hộp số CVT và một số công nghệ đi kèm nổi trội hơn phân khúc xe hạng A. Một số trang bị đáng chú ý trên xe như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng 9 inch, cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Khoang hành lý 369 lít có thể tăng lên mức 1.133 lít khi gập phẳng hàng ghế sau, cùng 10 hộp để đồ tiện dụng trong xe. Về công nghệ an toàn, Raizer là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc hạng A được trang bị cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 4 cảm biến trước và sau và các tính năng tiêu chuẩn như ABS, EBD, VSC, HAC. Salon ô tô Đức Thiện chuyên kinh doanh các loại ô tô đã qua sử dụng từ 4 đến 16 chỗ. Địa chỉ: số 10 Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912 252 526, 0904 366 006 0983 068 828. Chúng tôi cam kết mua ô tô giá cao, bán ô tô giá hợp lý, bảo hành chất lượng cho tất cả ô tô đã bán.